về à? Anh về. Anh làm món gì thơm rồi đấy, hôm nay đi ăn này. Món gì đấy? Phở. À, phở. Phở chan này nhỉ? Phở chan nước à? Ngon quá nhỉ. Chắc là anh đi thay quần áo đó nhá. Vâng. Cái bộ quần áo của anh bẩn hết rồi. Anh cũng chưa về ấy? Chưa, nhưng mà tình dẹp chưa thể về. À, hai đứa chưa về. Anh hai về vào mâm ai ăn thì cuốn anh nhỉ? Ừ, cảm em lấy nhá. Anh tìm quần áo, thay quần áo tí nhá. Vâng. Sao cặp cuốn kia lâu thế này anh nhỉ? Sao mình đợi cuốn về mới ăn anh nhỉ? Vâng. Em ơi, thay con áo xong rồi này. Mặc bộ này được không? Em dọn. Ừ, đánh cho em dọn cái này nhé. Em làm mấy món thì ngon thế. Để đây tạm thêm nhỉ? Cấp bữa rửa đi. Để anh bê này. Ừ, em đi giải chiếu thì anh bê cái này vào nhé. Ngon quá. Bảo đi một tí thôi mà. Bảo đi một tí là về, chưa thấy về. Anh lên chăn gà để chăn lợn. Chắc phải đợi con cuốn về đấy nhỉ? Ừ, đợi con cuốn về đấy, mà lâu nhỉ, cái cuốn nó lâu nhỉ. Đấy, anh đi chăn. Đi xem nó cuốn về ở đâu chứ. Đây, cái cuốn đi lâu về đấy nhỉ. Đi vào đây. Nóng quá nhỉ? Nóng quá. Chắc anh là tí. Thế nào? Thôi nhé. Nóng quá. 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 Để cuốn hôm nay đi về anh nó cũng không ăn gì đâu nhá, chỉ uống sữa thôi. Nãy anh mua cho nó thùng sữa, nó uống một hộp. Hôm nay em đi phải nhìn nhớ anh. Anh đi xem cuốn. Anh vừa xem rồi không thấy cuốn đâu. Em đòi lắm chưa? Hả? Chưa đòi à?
Em đòi không chưa? Lâu đấy không thấy cuốn về. Dạ. Ở đây đây. Đi xem cuốn đi. Dạ, đi xem cuốn đi. Ở đây đây. Đi xem cuốn đấy, cuốn về không? Chắc cuốn về. Này anh vừa ngó rồi, chưa thấy ở đâu. Anh có thấy không? Chưa thấy cuốn ở đâu. Dạ, cậu đi xem cuốn đi. Đi đâu? Đi xem cuốn. Để đi. Anh đi. Anh đi nhé. Anh đi xem cuốn đi. Anh đừng lại đi. Ai chà. Chưa thấy cuốn đường. Cô thắng. Các bạn đi chơi quà thì cùng Nhật ăn cơm ở đấy luôn này. Tối rồi sao chưa về. Không biết được một tí nữa chứ là. Đây đọc đọc cái cửa này vào chúng em mở cửa đi. Dẹp ra em đâu? Dẹp em ở bên kia em ở đây. Đâu? Ừ? Đây cái cây cuốn nó chưa về đâu. Đi vào ăn cơm rồi nhà nhà. Đi vào ăn cơm rồi. Đợi em cuốn đã. Đi vào ăn cơm. Đợi em cuốn chưa về rồi. Dạ cuốn về đấy. Đi ăn cơm đi. Cuốn chưa về. Chưa về mà. Đi cậu đã không? Ừ? Để nhanh cơm. Cái cuốn nó chưa về. Đi vào ăn cơm đi nha. Ủa nhưng mà em khỏi đấy, để đâu? Để đi. Để chú cất cái kem vào tủ á, ăn cơm. Cái kem này cho cuốn nhá. Nhá, không tí nữa nó chảy hết đấy nhá, ăn ăn cơm mà nhá. Con cảm ơn chị Quỳnh Diệp chưa? Tí nữa ăn cơm ăn xong rồi ăn con nhá.
Ông uống nước hả con? Vừa uống nước ngon này không? Dạ. Em ơi, em ở kia em đi lấy cái kia rồi nhé. Thế á? Thật đâu? Đúng rồi. Hôm nay con đòi chị Quỳnh Diệp đây nè. Ai đòi mua kem? Con tự đòi mua kem mà, chị Quỳnh Diệp tự mua kem cho. Nhà chị Quỳnh Diệp có quán mà nhỉ? Nhà chị Quỳnh Diệp, lấy nhà chị ấy cho đúng không? Đấy. Muốn ăn cái gì bây giờ? Uống nước ngọt nhá, uống một tí nhá. Uống không? Đây, cuốn uống em nhá. Ăn cái bánh cuốn nào. Nó ăn cái bánh cuốn này về nhá. Phở cuốn này. Đây, phở cuốn này. Cuốn ăn đi. Ừ, anh xin nhá. Cái quả này chắc là cao quá, không chúng em đúng không? Đây, xích đây con này. Đấy, cái đuôi của con đây nhất, được vịt hôm nay mẹ mua này. Ăn cơm nhanh. Hôm nay em mua được cả thịt vịt à? Vâng. Cô này ăn cơm đi, cô này. Nước chấm lắm nhé. Đây, nước chấm này à? Vâng. Cái này nước canh đi đúng không? Vâng. Chan một tí. Không có chan à? Đây này, chan khoảng một tí nữa. Vâng. Nó có rau sống này, em mua ở rau sống à? Ừ, để anh tự lấy em ạ. Ngon quá. Con ăn đi con. Từ lúc em về với anh ấy, anh cần được ăn món mới, ngon rồi. Ừ. Anh cứ để đây trước rồi nhé. Để anh ăn cho anh nhé. Cún ơi, ăn đi Cún ơi. Có ngon. Tiền lúc nãy mẹ tiết kiệm vào con lợn nhiều ấy. Nhá. Để lúc nào con đi học mới được. Nói là trường rồi cho con lợn nhá. Bây giờ con cuốn nghỉ hè ấy. Ừ. Ngày mai thứ ba là phải đi tổng kết cuối năm học. Thế là cuốn là bây giờ không phải đi học rồi nhờ. Được nghỉ hè mấy tháng. Con có được tới khen không? Có. Lúc nào cô giáo mới bảo đi lấy giấy khen. Có. Ừ. Em nộp cả tiền cho chú. Ừ. À, không phải chúng tôi mà là cái tiết đi. Đúng rồi. Vâng, vâng. Nhiều lắm. Ăn uống nữa. Có. Cô uống nước đấy. Đây, cô lấy thêm một lòng. Trứng này ngon nhỉ? Vâng. Nhà chị Quỳnh Quỳnh Diệp làm cơm rau hết rồi đúng không? Hay là chị nói phép đi về đấy? À, bố mẹ chị ấy làm cơm rau hết rồi đúng không? Cuốn ăn phở ấy, phở ấy ngon đấy, anh mua ở đâu ấy? Em mua ở quán ở đây, trung tâm. Cái này củ cải lớp đây. Ngon. Các bạn mai chưa? Anh đi xem một chỗ nào có việc làm đi. Anh đi làm rồi. Nàng là cuốn bây giờ không đi học nữa. Em mới cuốn ở nhà thời gian nữa. Ăn đi con. Cái người làm cuốn có thể thái ra mà ngon. Không thái cái này nó mới trúng nhiều nước. Nước dùng nó trúng được hết rồi nữa. Ừ, ngon lắm. Cuốn ăn thích không? Cuốn ăn thích nhá. Vâng.
Vâng. Anh no rồi. Em làm cuốn ăn hết đi nhá. Anh no quá. Hôm nay anh về đói mấy không? Chú xin một hớp nước của cuốn nhá. Được không? Cuốn ăn hết chưa? Cuốn no chưa? Cuốn no chưa? Cuốn no chưa? Ăn được no quá. Mình dọn đi ngay rồi. Em hãy để anh bê cho. Anh bê đi ấy. Anh hãy để cái này anh để lúc nào tủ lạnh đây kìa. Em mới cầm cái bát. Ừ. Ra dọn hết rồi à? Con tắm nước không? Con cứ tắm nước vào đâu đi nhá. Đi tắm nước thôi nhờ. Chậm nước đi. Thank you.
cho cô ấy cũng biết nha.
ăn. Chú làm bố cuốn nhá. Vâng. Vâng. Thế là cuốn ghét cái bố của cuốn làm ạ? Thế á? Được rồi. Cún đi vào nhà ngồi chơi đi. Cún vừa tắm nước xong rồi. Còn anh là lần chưa tắm ấy. Em chưa tắm. Em đẹp quá nhỉ. Bài nào nữa? Ngày mai con đi tổng kết nhá. Nhớ chưa? Ngày mai ngày kia chứ, ngày kia con đi tổng kết cuối năm nhá. Con có được giấy khen không nhỉ? Hả? Cô giáo có báo là con được giấy khen không? Hả? Để cứu vợ cứu là mua ấy nhá. Không, chưa để nếp vào đây đâu nhá. Đang gọi đầu cho mẹ cứu đây này. Anh gọi như này thích không em? Không. Sướng không? Anh gái như này thích không? Thích nhỉ? Con được mấy nước rồi nhé. Để mà lưu máy ra ngoài kia cho ô của ngoài kia mua đi. Được rồi, gội đầu này thích thật đấy. Thích không em? Gội đầy sớm nhỉ? Anh cho nước vào nhé. Anh để anh để nhé. Chắc được rồi đây này. Cún cứ mua đi để chúng ta để được rồi. Em mua cho mẹ hàng. Thích không? Lớn mẹ cho cô đi học thì mẹ tóc nhé.
không có máy sấy tóc đâu, cả nhà chồng của em cũng không có đâu.
được rồi đấy, được rồi. Rồi anh cảm ơn em nhé. Được rồi, em đi lên giờ cái cuốn của đi để em cắt nhé. Để em cắt cho anh lên cuốn. Em cắt nhé. Đi ngủ thôi nhà cuốn nha. Chú ngủ đâu ấy? Đó. Chú ngủ đây đi cuốn nhé, được không? Đi chú ngủ bên trong nhé. Vâng. Chúc con ngủ ngon. Dạ, chúc chú ngủ ngon nhá. Con có chúc chú với mẹ không? Vâng, nhá nè. Ngủ đúng này. Thấy không cười nào.